thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu châu Âu hơn 12 triệu con cá cảnh. Dự kiến đến năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh sản xuất khoảng 150 triệu con cá cảnh, xuất khẩu gần 50 triệu con. Đại diện Hội Cá Cảnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin như trên tại hội chợ triển lãm nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm lần 5 Hitech Agro 2016 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại công viên Lê Văn Tám, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10 đến 14 tháng 11. Theo đại diện Hội Cá Cảnh Thành phố Hồ Chí Minh, hội chợ năm nay dành riêng một khu triển lãm cá cảnh được thiết kế theo hình thức thủy cung để khách tham quan, chiêm ngưỡng những loại cá cảnh đẹp, có giá trị cao. Những loại cá này được các nghệ nhân, cơ sở nuôi cá cảnh ở Thành phố Hồ Chí Minh mang đến trưng bày thuộc nhiều loài như cá coi, cá đĩa, cá ông tiên, cá beta, cá vàng, cá neon, cá phát tài, cá sam, cá gen phát sáng. Ngoài ra còn có hơn 20 gian hàng thương mại của các cơ sở nuôi, cung cấp cá cảnh, các cơ sở sản xuất, cung cấp cây thủy sinh, hồ thủy sinh, cơ sở thiết kế nuôi cá trồng rau công nghệ tuần hoàn khép kín. Thống kê mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 tháng đầu năm 2016. Sản xuất cá cảnh trên địa bàn thành phố đạt 87 triệu con, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Số lượng cá cảnh xuất khẩu trong 10 tháng là 12,6 triệu con, tăng 14% so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu cá cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh rất đa dạng với 47 quốc gia, trong đó thị trường châu Âu chiếm 60% đến 70%. Các nước nhập khẩu cá cảnh của Việt Nam là Đức, Anh, Thụy Điển, Đan Mạch, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt chương trình phát triển cá cảnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2016 đến năm 2020. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, sản lượng sản xuất cá cảnh đạt 150 đến 180 triệu con, xuất khẩu đạt 40 đến 50 triệu con, kim ngạch xuất khẩu đạt 40 đến 50 triệu USD. 100% cơ sở xuất khẩu cá cảnh tham gia chương trình giám sát an toàn dịch bệnh cá cảnh của thành phố đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường hiện có và mở rộng sang các thị trường khác.